được giới truyền thông của xứ sở Bạch Dương mệnh danh là thiên đình của F22 Raptor và F35 Lightning 2, hay bóng ma trên bầu trời. Một trong những chiếc chiến đấu cơ thế thứ 5 uy lực nhất trên thế giới, cánh chim đầu đàn của không quân vũ trụ Liên bang Nga, Sukhoi Su-57. Tạo ra với sứ mệnh bảo vệ tuyệt đối từ trên không trong một vùng lãnh thổ có tầm vóc tương đương với cả một hành tinh. Đối với loại vũ khí này, hầu như không mục tiêu nào là không thể tiêu diệt. Vâng, chúng tôi đang nói về tiêm kích đánh chặn MiG-31. Với sứ mệnh bảo vệ tuyệt đối từ trên không trong một vùng lãnh thổ có tầm vóc tương đương với cả một hành tinh. Đối với loại vũ khí này, hầu như không mục tiêu nào là không thể tiêu diệt. Vâng, chúng tôi đang nói về tiêm kích đánh chặn MiG-31. Việc chỉ dựa vào lực lượng tăng thiết giáp tiên tiến, người Israel chắc chắn sẽ không thể đảm bảo cho lãnh thổ của người Israel an toàn trước các dàn pháo cơ động của các thế lực thù địch luôn nhan nhản xung quanh lãnh thổ. Đó cũng là lúc những hệ thống lá chắn phòng thủ giai đoạn cuối chứ danh vòm sắt mới thực sự phát huy sức mạnh. Thật vậy, khi hiệp đồng với các hệ thống phòng thủ tên lửa khác, đặc biệt là Arrow, các hệ thống này sẽ tạo thành một bức tường phòng không, biến lãnh thổ Israel thực sự trở thành một siêu pháo đài với hàng hàng lớp lớp các tuyến phòng thủ. Cũng chính nhờ những hệ thống phòng không này mà người Israel có thể đảm bảo sự toàn vẹn của gần như toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, hậu cần trước các đòn tấn công bằng hỏa lực rocket theo kiểu hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung của những lực lượng phiến quân như Hamas, Hezbollah xuất hiện khắp nơi xung quanh lãnh thổ Israel, tạo ra các màn đánh chặn tên lửa tuyệt đẹp, sáng rực bầu trời Israel. Những hệ thống lá chắn phòng thủ giai đoạn cuối chứ danh vòm sắt khi hiệp đồng với các hệ thống phòng thủ tên lửa khác, đặc biệt là Arrow. Các hệ thống này sẽ tạo thành một bức tường phòng không, biến lãnh thổ Israel thực sự trở thành một siêu pháo đài với hàng hàng lớp lớp các tuyến phòng thủ. Cũng chính nhờ những hệ thống phòng không này mà người Israel có thể đảm bảo sự toàn vẹn của gần như toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, hậu cần trước các đòn tấn công bằng hỏa lực rocket theo kiểu hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung của những lực lượng phiến quân như Hamas, Hezbollah xuất hiện khắp nơi xung quanh lãnh thổ Israel, tạo ra các màn đánh chặn tên lửa tuyệt đẹp, sáng rực bầu trời Israel. Thậm chí ngay cả khi phải đương đầu với nguy cơ bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới bằng các loại tên lửa đạn đạo của đối phương, có quỹ đạo vươn đến tầng bình lưu từ các quốc gia láng giềng không muốn chấp nhận sự tồn tại của mình. Người Israel cũng có riêng cho mình những tổ hợp Davis-Link với thiết kế phần mũi mang hình đầu cá heo độc nhất, chuyên dùng để đánh chặn các loại tên lửa đạn đạo tầm trung ở cự ly 300 km và trần cao 75 km theo kiểu xuyên phá động năng. Trong đội hình phòng thủ đường không của người Israel, loại tên lửa này đóng vai trò như một lá chắn hỗ trợ khẩn cấp trong trường hợp tên lửa đạn đạo của đối phương có thể xuyên thủng lớp phòng thủ của hệ thống tên lửa phòng không tầm cao MM-104 Patriot của Mỹ, cùng hệ thống tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung Arrow 2, được cho là có khả năng đánh chặn cả các tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên đến 2.000 km. Rõ ràng, việc có trong tay một loạt các lớp phòng thủ tên lửa đa tầng như vậy sẽ khiến bất kỳ kẻ thù nào cũng phải trả cái giá cực đắt nếu dám cả gan triển khai các đòn tấn công chớp nhoáng từ đường không vào lãnh thổ Israel. Nhưng dù có tối tân đến mức nào đi chăng nữa, thì nguyên lý sử dụng tên lửa phòng thủ để đánh chặn tên lửa tấn công của các lá chắn này là cực kỳ tốn kém với đơn giá hơn 1 triệu đô la cho một tên lửa đánh chặn từ tổ hợp Davis-Link. Trong khi đó, lãnh thổ Israel lại không đủ không gian để cho phép họ có khả năng di tản các cơ sở sản xuất, lực lượng lao động đến nơi đủ an toàn trước hỏa lực quân địch.
Thực tế đó cũng đặt ra một bài toán hết sức nan giải cho quân đội Israel khi phải vừa đảm bảo những quả tên lửa của đối phương phải được đánh chặn liên tục, ngăn không cho chúng chạm tới các mạng